Đối với cá nhân em nhé, quan điểm của em thôi thì cái sản phẩm siêu biệt thự phố quảng trường ở dự án Eco Central Park Vinh sẽ là phù hợp với những cái người mà những người mà họ đã chuyên sở hữu những cái bất động sản dòng tiền cho thuê rồi, kiểu như là các cái nhà phố cho thuê ở các cái nhà mặt phố cho thuê ở trung tâm thành phố chẳng hạn, trong trung tâm nội đô chẳng hạn, thì bây giờ họ cũng sẽ mua siêu biệt thự phố quảng trường để họ cho thuê kinh doanh. À, một phần là vừa tăng lãi vốn, bởi vì là khi mà cái dự án đấy tăng giá chung thì nó cũng sẽ tăng giá, nhưng mà cái thứ hai nữa là để khai thác kinh doanh. Còn là thực ra là để ở thì mọi người sẽ chọn cái sản phẩm biệt thự hơn, bởi vì là cái giá siêu biệt thự phố quảng trường nó sẽ là từ 12 tỷ trở lên, là nó sẽ cao hơn cả giá của biệt thự song lập rồi. Cho nên nếu như mà bảo là mua để ở ấy, ở siêu biệt thự phố quảng trường thì em nghĩ là chưa phải, mà người ta sẽ chọn siêu biệt thự phố quảng trường để người ta có một cái sản phẩm khai thác dòng tiền, tự kinh doanh hoặc là cho thuê kinh doanh khai thác dòng tiền bên cạnh cái lãi vốn đấy. Và nó cũng là một cái sản phẩm mà trong cái bộ sưu tập tài sản bất động sản của họ. Thì em nghĩ là đấy là những cái khách hàng mà sẽ ưa thích cái sản phẩm siêu biệt thự phố quảng trường này. Bởi vì nha, nếu như mà so sánh siêu biệt thự phố quảng trường với nhà phố đại lộ thì nó hoàn toàn khác luôn, bởi vì đây là một cái sản phẩm mà rất là hiếm trên thị trường, toàn bộ thị trường bất động sản, chứ chưa kể là riêng Eco Park. Bởi vì là đối với Eco Central Park Vinh thì chủ đầu tư đã làm cả một cái tuyến phố đi bộ rất là dài xuyên suốt đấy, 2 km mà em nói đấy, với rất nhiều những cái concept lớn ở trên cái dọc cái tuyến phố đi bộ đấy. Không phải là bỗng dưng mà một khu đô thị bình thường mà chủ đầu tư họ lại làm rất là nhiều như vậy, cái tuyến phố đi bộ như vậy, mà Eco Park là hướng đến là không chỉ là một khu đô thị mà nó sẽ là còn là điểm đến du lịch, mà anh không chỉ là cho cư dân mà là cho người dân đến chơi mỗi tuần, và là điểm du lịch của Nghệ An, của tỉnh, của thành phố Vinh nữa. Cho nên là nó sẽ là cái nơi mà có hứa hẹn là có một cái lưu lượng người qua lại ở trên cái con trục đường đấy rất là lớn. Và trên trục đường đấy thì nó sẽ có hai cái dãy siêu biệt thự phố quảng trường rất là đẹp, được thiết kế hoàn toàn khác và cao ngút như vậy, để cho mọi người đập vào mắt cái là mọi người nhìn thấy nó luôn, nó coi như là một cái tuyến phố mua sắm trọng tâm luôn đấy anh. Đấy thì là em nghĩ là siêu biệt thự phố quảng trường sẽ hợp với những người mà người ta nhìn nhận và người ta đánh giá, người ta tin tưởng vào cái tiềm năng đấy, và người ta ưa thích cái sản phẩm đấy thì người ta sẽ chọn ạ.